Hai các bạn, hôm nay gia đình mình làm món bò tái me hay là bò sốt me cũng được các bạn. Thì các bạn thích gọi kiểu nào thì gọi nha. Mình mời các bạn vào bếp chung với gia đình mình cho vui nha. Thì về nguyên vật liệu thì mình chỉ có 50 g me, 30 g á, thì mình chút xíu nữa mình sẽ làm nước để mình làm thịt bò nó tái nha các bạn. Trụng thịt bò đó các bạn. Còn 20 g bên đây á là mình sẽ làm nước sốt me để mình chấm hoặc là mình chan lên trên cái dĩa thịt bò của mình nha các bạn. Mình có 20 g tỏi và mình có 30 g hành tím với 120 g hành tây, một củ hành tây đó các bạn. Củ của mình thì mình cân thấy 120 g với 50 g ngò gai. Và đây mình có 500 g thịt bò. Thì mình mời các bạn cùng vào bếp với gia đình mình cho vui nha. Về phần thịt bò của mình thì mình chỉ cần xắt mỏng thôi các bạn. Rồi mình xắt thật thớ thịt bò cho thịt bò nó mềm thôi các bạn. Rồi mình chút xíu mình sẽ trụng với nước me ha. Bây giờ thì mình sẽ cắt hành tây. Xắt thiệt là mỏng nha các bạn. Hành tím mình cũng sắc mỏng nha các bạn. Bây giờ mình cắt hành ngò gai luôn nha các bạn. Ngò gai thì mình cắt thiệt là mỏng nha, giống như mình cắt hành đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bếp mình nấu nước mem giống thịt bò nha các bạn. Mình sẽ cho 200 ml nước vô trong chảo nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho 30 g me cho nó tan ra nha các bạn. Rồi để thịt bò của mình thơm á, mình sẽ cho nửa muỗng cà phê gừng. Tại hôm nay mình quên mua gừng các bạn, nên là mình sẽ dùng bột gừng đỏ nha các bạn. Nửa muỗng cà phê bột gừng. Các bạn nào có gừng tươi thì mình sẽ dùng gừng tươi nha. Hôm nay mình không có đi chợ, thế mình không có mua được gừng. Rồi mình sẽ cho 2 muỗng nước mắm. Rồi kế tiếp là mình sẽ cho nửa muỗng cà phê Knorr nha các bạn, hạt nêm đó các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho 2 muỗng canh đường nha các bạn. Hộp này mình sẽ quậy đều lên ha, cho me nó tan ra nè các bạn. Các bạn nó sôi rồi các bạn mở lửa nhỏ thôi nha. Me này không có hột các bạn. Phần me này là thịt me thôi các bạn. Mình thích ăn cái xác me luôn các bạn. Nếu các bạn nào không thích ăn thì mình lược bỏ nha. Còn mình ăn luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho thịt bò vô nha. Thì tùy các bạn nha. Các bạn mình ăn tái được thì mình trụng sơ thôi nha các bạn. Như mình thì mình không ăn tái được á, nên là mình sẽ trụng cho nó chín luôn á các bạn. Vừa chín tới đó các bạn. Rồi sau đó mình sẽ chắc hết cái nước cứ đi mình bỏ nha các bạn. Mình chỉ lấy thịt thôi. Bây giờ mình sẽ cho hành tây và hành tím vô luôn nha các bạn. Và một ít ngò gai vô mình trộn trước nha. Còn một ít ngò gai nữa thì mình sẽ để dành cái phần tỏi ớt của mình đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi xay nha các bạn. Một nửa thì mình sẽ trộn trong cái thịt bò với hành tây, còn một nửa thì mình làm nước mắm nha các bạn. Ớt nhiều hay ít thì tùy các bạn nha. Ăn cay nhiều hay ít đó các bạn. Bây giờ mình sẽ
sẽ trộn vô trong cái thịt bò mình tái me hồi nãy đó các bạn. Mình đã trộn hành tây, hành tím với ngò gai rồi. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng nước mắm vô nha các bạn. Và một muỗng canh tỏi ớt. Nếu các bạn nào không ăn ớt được thì mình cho tỏi thôi nha các bạn. Tại vì món này á, nhà mình nó con mình nó không có biết ăn á, nên mình cho ớt vô luôn. Rồi bắt đầu bây giờ là mình sẽ cho một muỗng cà phê đường nữa nha các bạn. Một muỗng cà phê đường nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Mình nghe mùi rất là thơm rồi nè các bạn. Cho một muỗng cà phê dầu mè vô nha các bạn. Rất là thơm đó các bạn. Rồi mình trộn đều lên. Còn phần về nước mắm me đó các bạn, mình đã cho 100 ml nước sôi chung với 20 g me. Rồi bây giờ mình sẽ tán ra cho me nó tan ra hết nha các bạn. Thì các bạn nào mà thích ăn cái xác me này, thịt me này á, thì mình giữ lại. Còn nếu không thích ăn thịt me này thì mình bỏ đi nha. Mình thì mình thích ăn cái thịt me luôn nên mình giữ lại ha. Tùy các bạn nha. Mình sẽ cho 4 muỗng nước mắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng canh đường nha các bạn. Sẽ quậy đều ha. Bây giờ mình thấy nó vừa ăn rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho cái phần tỏi ớt còn lại của vô nha các bạn. Rồi mình quậy đều lên nha các bạn. Mình quậy đều lên rồi bắt đầu mình thử lại nha các bạn. Thử lại lần cuối cùng nha, xem coi là nó mặn lạt ra sao, là nó vừa ăn như thế nào, rồi mình gia giảm thêm nha các bạn. Rất là ngon các bạn, vừa ăn rồi đó các bạn. Chua có, ngọt có, mặn có. Mình thấy rất là vừa ăn và rất là thơm đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra dĩa rồi trang trí lên, rồi mời các bạn cùng thưởng thức phần Phần thịt mình bò trộn trộn nha. của mình nè các bạn. Nếu các bạn nào mà có mè đó các bạn, mình rang lên rồi mình cho vô thì nó thơm ngon hơn đó các bạn. Thì mình không có mè thì mình cho dầu mè cũng được các bạn. Hồi nãy mình có rang một ít mè nên mình bỏ vô ha. Một muỗng canh hay là một muỗng cà phê mè cũng được, mình rang vàng lên. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này nha các bạn. Rất là thơm đó các bạn. Rồi mình sẽ đổ ra dĩa nha. Giờ mình đã cho thịt bò ra dĩa nè các bạn. Thì bây giờ mình lúc đầu đó thì mình có để một ít lại cái ngò gai đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rắc ngò gai lên trên cái dĩa thịt bò của mình nha. Rồi sau đó mình sẽ cho một ít đậu phộng lên nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ăn chung với cả nước mắm me nha các bạn. Món này ăn rất là ngon đó các bạn, thơm ngon. Mình nghĩ các bạn rảnh nên làm ăn thử nha. Các bạn nhìn thấy có ngon các bạn, rất là thơm ngon ha. Mình ăn chung với bánh phồng tôm cũng được các bạn, hoặc là mình ăn với cơm ha. Thì các bạn muốn ăn chơi cũng được, hoặc là muốn ăn cơm cũng được, tùy các bạn nha. Bây giờ mình ăn thử các bạn xem nha. Mình nói các bạn biết là mùi vị như thế nào nha. Chấm miếng nước mắm nè các bạn, nó sẽ ngon hơn á. Rất là ngon các bạn, rất là thơm á. Mình á thì mình không ăn được thịt bò đó tái á, nên mình trụng nó vừa chín tới luôn các bạn, nên thịt bò rất là mềm, rất là thơm, rất là ngon. Mình rất hy vọng là các bạn sẽ làm món ăn này để ăn chơi với gia đình hoặc là ăn với cơm nha các bạn. Mình làm thử mình ăn đi, rất là ngon đó. Rồi mình rất là cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến thời điểm này. Để tiện việc cho các bạn xem video mới nhất của gia đình mình á, thì các bạn hãy nhấn subscribe, nhấn vào đăng ký
Rồi bấm vào cái chuông, khi nào gia đình mình có clip mới sẽ mời các bạn xem trước nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình nha. Bye bye các bạn nha.